Rồi, Thịnh Phát xin chào mọi người nha. Hôm nay Thịnh Phát sẽ giới thiệu rèm lá dọc bên mình nhá. Người ta gọi là màn sáo đấy các bạn. Màn sáo dọc rất là đẹp. Màn sáo lá đây. À, tại mình quay buổi tối nó không được nét lắm. Đây các bạn, mình cho các bạn xem nhá. Rèm lá dọc rất đẹp. Rèm lá dọc rất đẹp, mọi người có nhu cầu làm rèm lá dọc thì điện thoại cho mình nha. Số điện thoại của mình là 0908202799. Đây mình đang làm rèm vải cho nhà anh. Hôm nay anh làm rèm vải và rèm lá dọc. Trong căn nhà anh rất là lỗi, nó có hai phong cách. Phong cách sang trọng mà một phong cách văn phòng nữa, nhìn rất là lịch sự. Cái yếm bên mình làm yếm trái tim rất đẹp luôn. Cái yếm trái tim này mình làm khuyến mãi nha các bạn. Đây mọi người có nhu cầu làm rèm lá dọc hay rèm vải, tất cả các loại rèm được điện thoại cho mình nha. Đây rèm lá dọc thì nó có tác dụng là xoay lật lá rất là tiện lợi. Đó, mình xoay cho các bạn xem. Đó, nó xoay lật lá. Mà mình không thích thì mình mở ra để lấy ánh sáng. Mình đang làm rèm vải. Mình vừa bắt xong cái rèm lá dọc rồi làm vải. Đây là còn hai cái cửa sổ nữa. Rồi xin chào mọi người nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi các sản phẩm của mình trên YouTube nha. Đúng rồi em. Số điện thoại của mình là 0908202799 nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh của mình nha. Rồi xin chào mọi người.